Cazin chào mừng tất cả các fan của anime hành động đến với siêu phẩm solo leveling. 10 năm trước nhiều cánh cổng kết nối thế giới với các chiều không gian khác đã xuất hiện. Bên kia cánh cổng những sinh vật được gọi là ma thú chúng có khả năng miễn nhiễm sát thương từ vũ khí hiện đại. Chỉ những người thức tỉnh trở thành thợ săn mới có khả năng đối đầu với ma thú. Dựa vào lượng ma lực có trong cơ thể thợ săn phân thành các cấp S, A, B, C, D và E. Một khi năng lực đã thức tỉnh cho dù có thăm ngàn thế nào đi chăng nữa cũng không thể thăng cấp. Ba năm trước các thợ săn cấp S đã tập hợp quân đội đi tiêu diệt ma thú trên hòn đảo này. Phía chính phủ nhân loại chẳng làm được gì chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ tinh thần. Thông trị hòn đảo là đám ma thú kiến siêu to khổng lồ hoạt động rất có tổ chức. Những thợ săn bình thường đối với đám kiến chẳng khác nào đồ ăn vật không chút uy hiếp. Thanh niên này sắp đăng xuất thì may mắn được thợ săn cấp S Biungu cứu. Quả không hổ danh trị liệu sư mạnh nhất Hàn Quốc phục hồi 100% luôn. Đi cùng với Biungu là hai thợ săn hệ chiến tóc đỏ Junho và Unseok. -si -ok vì tin tưởng luôn có đồng đội phía sau hỗ trợ nên một trị liệu sư như Biungu mới lao lên trước. Trận chiến càng ngày càng căng sau khi kiến đỏ chết thì có một con kiến trắng xuất hiện. Thợ săn Biungu khuyên đồng đội cứ tập trung chiến đấu hậu phương đã có anh. Tưởng kiến trắng thế nào Jun-ho phối hợp với Unseok -si -ok xử lý trong phút mốt. Trên đảo vẫn còn rất nhiều ma thú nhóm thợ săn Jun-ho bật mốt đồ sát toàn diện. Ở một bên khác bang chủ bang hội Hunter Choi Jong-in cũng bắt đầu khai tiệc. Trở lại với hiện tại nghề thợ săn bây giờ đã trở thành một ngành nghề rất hot chính vì vậy mà hiệp hội thợ săn đã ra đời để quản lý những chuyện liên quan đến thợ săn ngài go là thợ săn hạng s của hàn quốc và là chủ tịch hiệp hội thợ săn hàn quốc trong hầm ngục tồn tại nguy hiểm nhưng song hành với nó chính là cơ hội đổi đời tinh thạch thu được từ quái cấp cao rất có giá trị có thể dùng chế tạo vũ khí ngoài ra nguồn ma thạch khai thác từ hầm ngục có thể thay thế năng lượng hạt nhân nguyên liệu chỉ thợ săn mới thu thập được thế nên trách nhiệm của thợ săn là rất lớn anh béo này đáng lẽ nghỉ hưu rồi nhưng do vợ mang bầu nên phải ra ngoài kiếm cơm và đây cũng là lần đầu tiên anh béo được gặp mặt jingu nhân vật chính của chúng ta ông chú kim bên cạnh cho anh béo biết jingu là thợ săn yếu nhất nhân loại chỉ cần tổ đội với cậu là độ khó của hầm ngục sẽ được giảm đi khá nhiều đây là juhi một thợ săn hạng b hệ trị liệu người chữa trị cho jingu nhiều nhất thấy jingu bị thương juhi hỏi lý do thì biết được lần trước tổ độ và hầm ngục của cậu không có thuật sư ai cũng cấp cao ngoại trừ jingu nên để tiết kiệm tiền đội trưởng đã không mời thuật sư đã đến giờ vào hầm ngục đội trưởng của jingu lần này là thợ săn xong vì là người có thực lực mạnh nhất đội nên thợ săn xong rất được kính trọng. Jingu nghèo không đủ tiền mua vũ khí tốt cả người cậu chỉ có con dao cùi bắp. Ở nhà còn mẹ và em gái Jingu quyết tâm tối nay sẽ mang tiền về cho mẹ. Sau vài giờ cày cuốc vất vả cuối cùng Jingu cũng thu được viên tinh thạch đầu tiên. Chiến đấu thời gian dài vũ khí không trụ nổi thế là cậu bị quái xiên cho một phát. May mắn lần này trong nhóm có trị liệu sư Juhi nếu không Jingu game over rồi. Đồng đội chiến đấu dễ như ăn bánh Jingu thì thua cả một con quái cấp thấp. Thợ săn xong chỉ huy tác chiến khá là uy tín, boss đã gục mà không ai bị thương cả. Quên mất có một người bị thương duy nhất trong đội Jingu quả tạ vàng trong làng thợ săn. Dù hi không hiểu nổi Jingu yếu như vậy tại sao cứ thích đi làm thợ săn. Nào ai muốn lao đầu vào nguy hiểm đâu nhưng vì miếng cơm manh áo Jingu không có sự lựa chọn. Boss đã bị hạ nhưng hầm ngục vẫn chưa đóng lại hóa ra bên trong còn có máp ẩn. Theo quy tắc của hiệp hội thợ săn gặp tình huống đặc biệt này phải báo cáo với họ. Như vậy đồng nghĩa với việc đồ xịn sẽ bị lấy hết mà trong đội ai cũng cần tiền mọi người tập trung lại với nhau bỏ phiếu đi hay ở kết quả trước mắt là hòa. Chỉ còn mình Jingu chưa bỏ phiếu cả đội đi hay ở sẽ do cậu quyết định. Em gái sắp vào đại học mẹ thì cần tiền nằm viện nên Jingu lựa chọn mạo hiểm. Cuộc đời của con người lên voi xuống cờ hó được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu thức tỉnh năng lực cấp cao thì sẽ được săn đón còn thấp thì méo ai quan tâm. Có một ngành nghề rất hot mà những người hạng thấp tự tạo ra chính là ăn cướp. Tuy nhiên bọn ăn cướp thường hay bị tác giả đem ra làm nền cho nhân vật chính. Cha In cô chính là một trong số ít thợ săn hạng S của Hàn Quốc. Hay In không thích bị đám đông vây quanh sau khi làm việc tốt cô liền bay đi. Quay trở lại với Jin Gu đội của cậu càng ngày càng đi sâu xuống đáy xã hội. Jin Gu bị gái chửi như tát nước vào mặt vừa nãy gần chết mà vẫn không biết sợ. Phải biết rằng Ju lắm mới hồi phục được cho cậu giờ lại chọn đi mạo hiểm. Nếu muốn trả ơn thì đãi người ta cái gì ngon ngon, đèn này hơi xanh. Bớt tán tỉnh nhau đi hai bạn trẻ, nhóm thợ săn đã đến trước cửa phòng boss nhìn có vẻ khá là nguy hiểm nhưng đồng thời đây cũng là một cơ hội đổi đời. Nguyên tắc cơ bản trước khi trở thành thợ săn là luôn phải biết sợ hãi nhưng nhóm Jingu đang đi ngược lại với điều đó. Phòng boss méo gì mà to thế này nhìn đã thấy chẳng lành một chút nào rồi. Từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên Jingu đứng trước bức tượng to như thế này. Xung quanh phòng boss không có bóng dáng một con ma thú nào ở giữa thì có một vòng ma pháp kỳ lạ. Cả nhóm thợ săn tản ra xung quanh tìm kiếm thêm thông tin về căn phòng này và biết được đây là đền Catenon. Ngôi đền này có luật lệ thứ nhất là tôn thờ, thần thứ hai là ca ngợi thần. Có biến Juhi nói với Jingu bản thân vừa nhìn thấy mắt bức tượng cử động. Cảm thấy có điều chẳng lành thanh niên này xin phép mọi người về nhà ăn Tết trước. Chạy đi đâu đấy bé ơi bức tượng canh cửa cho anh thanh niên một phát cút luôn. Sau sự ra đi của anh thanh niên muốn về nhà ăn Tết cả nhóm rơi vào hoảng loạn. Nếu được chọn lại thì cho dù có người cho ba tỏi cũng không đi đến nơi đây. Người vừa bay màu là thợ săn cấp đê mạnh hơn Jingu không biết bao nhiêu lần. Nếu bức tượng canh cửa cử động được vậy thì thôi rồi Lượm ơi xin vĩnh biệt cụ. Jingu là một thợ săn cùi bắp tiền ăn chẳng đủ lấy đâu tiền mua trang bị. Chính vì vậy để sinh tồn cậu đã luyện cho bản thân một kỹ năng quan sát đỉnh cao. Tất cả cúi xuống Jingu thành công đọc vị bức tượng khổng lồ trước khi nó tấn công. Quá kinh khủng đây không thể là đòn tấn công của con boss hầm ngục hạng D được. Kẹt ở đây với một tồn tại bất khả chiến bại mọi người đều sẽ bay màu mà thôi. Chạy đi cút chắc, ở lại cũng bay màu vậy làm sao mới có thể sống. Trước mắt thợ săn xong cảm ơn Jingu vì lời cảnh báo kịp thời của cậu. Nếu không có Jingu thì không chỉ cánh tay có khi giờ ông chú đã đang xuất rồi. Theo kinh nghiệm của mình thợ săn xong phán đoán con boss có thể là cấp A thậm chí là cấp S. Vừa rồi mọi người có xem qua luật lệ của ngôi đền thứ nhất tôn thờ thần thứ hai ca ngợi thần thứ ba chứng tỏ lòng tin với thần. Jingu đoán trong lời gian đó chắc chắn có thông tin quan trọng để thoát khỏi đây. Con boss quá mạnh không thể hành động lung tung được cần phải suy xét một cách kỹ càng bất ngờ có một thanh niên tự nhận mình nhanh như sonic chắc chắn có thể thoát thân và đây chính là cái kết của thanh niên đó bay màu còn đúng đôi chân con boss có thể tiêu diệt bất cứ ai một cách dễ dàng tại sao nó không ra tay với những người ngồi đây mà chỉ ra tay với những ai có ý đồ chạy thoát khỏi nó luật lệ thứ nhất tôn thờ thần dường như jingu đã ngộ ra điều gì đó cậu nhìn thẳng vào mắt con boss ngay lập tức một áp lực kinh khủng ập tới jingu đưa ra kết luận nếu bày tỏ lòng thành kính con boss sẽ không tấn công chứng kiến đám kiến hôi quỳ lại con boss Nghe theo lời Jingu quả không sai, con boss thật sự đã không còn tấn công nữa. Nằm mơ giữa ban ngày à mấy bé con boss chuyển từ ngồi im thành đứng lên luôn. Luật lệ thứ hai là ca ngợi thần nhưng phải làm sao để ca ngợi thần đây? Một người trong nhóm tự sung phong lên thể hiện bởi anh ta biết một vài cách cầu nguyện. Hỡi thần linh tối cao, xin hãy dẫn lối cho chúng con hôm nay sổ số, số về bao nhiêu ạ? Có gì đó sai sai, cầu nguyện không hề có một chút tác dụng nào cả. Còn đứng ngây người ở đó làm gì? Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn đầu buổi anh béo nhắc chuyện vợ mang thai đã nghi nghi rồi xin vĩnh biệt anh ca ngợi thần cái thứ đó thì thần linh cái nỗi gì quái vật thì có jingu quan sát một lượt cậu phát hiện những bức tượng cầm nhạc cụ không hề động đậy quả nhiên nghe theo lời jingu là sống bức tượng nhạc công chính là điểm an toàn trải qua chuỗi thời gian ăn hành số người sống sót chỉ còn lại lác đác vài mạng một bức tượng không thể bảo vệ hai người jingu để du hi ở lại mình thì chạy tiếp phải công nhận số jingu khá đỏ người khác bị dẫm một lần là cút luôn rồi cậu lết từng chút từng chút cửa nhà vệ sinh đang ở trước mặt kia rồi. Xin vĩnh biệt cô. Con boss đạp cái rầm. Nhờ nội tại ẩn của nhân vật chính Jingu một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Cửa ải nguy hiểm thứ hai coi như đã qua Juhi chạy lại giúp Jingu hồi phục. Thôi oẳng cờ hó rồi, một chân của Jingu đã trở về với đất mẹ. Juhi cố gắng chữa trị cho Jingu nhưng hiện tại chỉ có thể cầm máu mà thôi. Yên ổn được một chút mọi người quay sang trách móc nhau thợ săn song thân là đội trưởng nên đã nhận trách nhiệm về mình bất ngờ giữa phòng mọc lên một đàn tế có vẻ như điều gian thứ ba đã bắt đầu. Nếu đã có đàn tế chắc chắn phải cần vật tế, điều này ai cũng biết. Và hiện tại vật tế thích hợp nhất chính là đội trưởng người đưa ra quyết định sai lầm. Không khí đang nóng hơn bao giờ hết để hạ nhiệt nó xuống thợ săn xong đã đồng ý hy sinh. Tuy nhiên khi ông chú bước vào đàn tế ngoài một đống lửa cháy lên thì không có gì cả. Jingu nhờ hai đồng đội trước mặt giúp mình đến đàn tế để quan sát kỹ hơn. Sau khi cả ba bước vào ngoài cháy thêm ba đống lửa thì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Jingu đưa ra một giả thuyết liệu cứ đợi ở đây thì có người đến cứu không. Hầm ngục từ lúc mở cửa sẽ có thời gian 7 ngày trước khi quái tràn ra ngoài. Cho nên sát thời gian mà hầm ngục này chưa đóng chắc chắn hiệp hội thợ săn sẽ cử một đội khác đến dọn dẹp hầm ngục. Cùng thời điểm ở thế giới thật em gái Jingu như thường lệ đến thăm viện mẹ cậu. Quay trở lại hầm ngục Jingu yêu cầu những người còn lại cùng đến chỗ tế đàn. Sau khi tất cả mọi người tập trung ở tế đàn ngoài lửa cam thì có thêm lửa xanh đồng thời những tượng đá xung quanh tế đàn đều sống lại chúng di chuyển về hướng trung tâm những tượng đá có một điểm yếu chỉ cần bị nhìn thẳng vào thì sẽ đứng im bất động mỏi mắt vãi ở cô gái ra ngăm bỏ lại đồng đội chạy trước một ngọn lửa cam tắt jingu khuyên mọi người bình tĩnh cậu tin rằng khi những ngọn lửa xanh cháy hết tất cả sẽ được sống chạy đi chờ chi lại tiếp tục có một người nữa thành công thoát khỏi đây không thể có thêm người rời đi nữa nếu không sẽ xuất hiện điểm mù tượng đá sẽ di chuyển thợ săn kim xin lỗi jingu ở nhà ông chú còn gia đình nên không muốn đánh cược ngay sau khi thợ săn kim chạy đi những tượng đá lập tức hoạt động trở lại thợ săn xong chấp nhận hy sinh làm người cuối cùng để jingu và duhi thoát thân số phận ép jingu phải đăng xuất rồi do chữa trị cho cậu mà duhi đã mất khả năng di chuyển nghe jingu nói cậu sẽ ở lại làm người hy sinh duhi không đồng ý thời gian sắp hết thợ săn xong chỉ có thể đánh ngất duhi rồi mang cô ra ngoài vậy là kết thúc rồi đúng không vậy là chấm hết rồi đúng không jingu ước gì bản thân mua bảo hiểm trước khi vào đây để mẹ và em gái có một khoản tiền duy trì sinh hoạt sau khi mất đi trụ cột gia đình các bức tượng đá bắt đầu tấn công pha đầu tiên thanh kiếm sượt qua người Jingu. Pha sau thì né hộ, Jingu bay mất một cánh tay hết chơi lửa chùa luôn. Dã man con ngan Jingu bị đập cho không xịt phát nào cậu khóc trong tuyệt vọng. Jingu chỉ muốn trở nên mạnh hơn nên mới đi đến đây nào ngờ giờ còn cái nhịch Tại sao những kẻ ích kỷ luôn được lợi ích nhiều nhất còn người tốt thì luôn nấu ăn. Jingu cũng có gia đình cậu cũng muốn về chứ rồi bây giờ ai cha mẹ nuôi em. Tại thời khắc này Jingu đã hoàn toàn mất đi khái niệm đồng đội là gì nếu có một cơ hội làm lại cậu sẽ không tham gia bất kỳ một tổ đội nào. Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành bạn đã đạt các tiêu chuẩn để trở thành người chơi. Chỉ vài phút trước thôi Jin Gu vẫn còn đang thoi thóp nằm trên tế đàn. Ấy thế mà giật mình một cái cậu đã tỉnh dậy ở trong bệnh viện rồi. Cơ thể Jin Gu đến vết mũi đốt còn không có nói gì đến việc mất tay mất chân. Bất ngờ có hai người lạ mặt vào phòng tự nhận mình là người của Hiệp hội Thợ Săn. Người đứng phía trước tên U Jin Chun còn người đứng phía sau tên Kang Tae Sik. Đối với Jingu thời gian chỉ mới trôi qua vài phút nhưng trên thực tế đã 3 ngày trôi qua. Sau chuyến thám hiểm hầm ngục Juhi đã bị sang chấn tâm lý hiện đang được điều trị. Còn thợ săn Song Chijun do mất một cánh tay nên đã nghỉ hưu công việc thợ săn. Và hôm xảy ra thảm kịch bang Bạch Hổ đã đến hiện trường và chỉ phát hiện ra Jingu, còn dấu vết điện thờ hay các bức tượng đá được mô tả thì không hề thấy. Không chỉ vậy xác của các thợ săn xấu số khác cũng biến mất như đã bốc hơi khỏi thế gian. Phía hiệp hội thợ săn nghi ngờ Jingu đã trải qua thức tỉnh lần hai. Cấp bậc thợ săn thức tỉnh là không thể thay đổi ngoại trừ trường hợp thức tỉnh thêm lần nữa. Đây là máy đo ma lực hiệp hội sẽ tiến hành kiểm tra Jingu lại một lần. Có vẻ như hiệp hội đã đoán sai ma lực của Jingu chỉ có 10 điểm mà thôi. Cấp E yếu nhất cũng có chỉ số cao hơn 70 Jingu chẳng khác nào người thường. Ảo thật đấy đến cả thợ săn cấp D còn bỏ mạng thế mà một người bình thường lại sống sót sau thảm họa. Jingu cứ ngỡ mình được thức tỉnh thành thợ săn cấp S nào ngờ chỉ có cái này. Dường như ngoài bản thân cậu ra không ai khác nhìn thấy màn hình hệ thống này jin a xuất hiện cô nàng ngay lập tức trách anh trai suốt ngày làm người khác lo lắng mặc dù nghe em gái chửi như tát nước vào mặt nhưng jin gu vẫn cười rất tươi bởi vì sau khi trải qua thời khắc sinh tử cậu nhận ra rằng ở đời chỉ có duy nhất gia đình không bao giờ phản bội mình nghe jin gu hỏi có thấy thứ trước mặt không jin a nghi vấn chẳng lẽ ông anh điên rồi thôi thì còn sống là ổn rồi nhà còn bao việc jin a phải về trước quay trở lại với jin gu hệ thống thông báo cậu có nhiệm vụ rèn luyện sức khỏe Hoàn thành nhiệm vụ thì có thưởng không hoàn thành thì bị phạt Jin Gu méo hiểu gì hết. Hiện tại cậu có nhiệm vụ rèn luyện sức khỏe sắp hết hạn nhưng đang bệnh sao làm được. Ở một bên khác Jin Chun đang báo cáo tình hình Jin Gu cho Chủ tịch Go nghe. Chủ tịch yêu cầu đưa vụ này vào ngân hàng dữ liệu và cần phải điều tra lại. Chuyển cảnh đến bang Hunter, bang chủ muốn Hê hey In dẫn đội viễn trinh hầm ngục hạng B. Mục đích chính khi cho Hê hey In dẫn đội là để tân binh được quan sát học hỏi cô. Thế giới bây giờ thật nguy hiểm đang đi tự dưng giữa đường xuất hiện một cánh cổng. 12 giờ đêm nhiệm vụ của Jingu đã hết hạn và hình phạt sẽ đến với cậu. Jingu đang trong cơn phê thì bất ngờ cậu thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Nhiệm vụ trừng phạt, sống sót khỏi giết sa mạc khổng lồ trong 4 giờ tiếp theo. Làm ơn hãy nói đây là mơ đi Jingu chạy như đang bị chủ nợ dí hôm 30 Tết. Má ơi không chỉ có một con Jingu bị cả một đàn giết khổng lồ truy sát. Cùng thời điểm y tá đang tìm Jingu khắp bệnh viện do cậu chưa thanh toán viện phí. Cho trừ cái tội lười biếng không làm nhiệm vụ hàng ngày, Jingu bay màu chạy suốt bốn tiếng đồng hồ mệt vái ỏ chậm một giây thôi là cút luôn rồi từ sau cái đêm bị rết khổng lồ dí sáng nào jingu cũng dậy sớm làm nhiệm vụ thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cải thiện chỉ số thuộc tính một công đôi việc chuyển cảnh đến nhà juhiko được mời đi chinh phạt hầm ngục nhưng đã từ chối biết tin jingu đã tỉnh lại sau cơn mê juhi liền lập tức đến thăm cậu tình cờ juhi nghe được các cô y tá bàn tán jingu chăm chỉ luyện tập ngay sau khi tỉnh lại cậu rất có tinh thần thợ săn Dường như bản thân Juhi vẫn còn lỗi ám ảnh đối với công việc thợ săn nên cô đã quay xe. Mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày Jingu sẽ nhận được 3 phần thưởng. Ngoài hồi phục trạng thái đỉnh phong còn có điểm thuộc tính phân phối tự do. Jingu sướng ngồi cười một mình, người qua đường tưởng cậu bị bệnh tâm thần. Phần thưởng cuối cùng trong 3 phần thưởng là hộp bí mật Jingu mở được một chìa khóa. Chìa khóa dịch chuyển đến phó bản hầm ngục có thể dùng tại cửa số 3 nhà ga Hapjong. Thời buổi bây giờ hầm ngục xuất hiện tràn nan nên nó được thông báo như bản tin thời tiết tin hot nhất hôm nay bang hunter đang lên kế hoạch công phá hầm ngục hạng b con nợ mẹ một lời xin lỗi ngày trước con không đủ mạnh nhưng giờ con đã có hệ thống rồi mẹ jingu mắc hội chứng giấc ngủ cuối cùng tỷ lệ mắc một trên vài chục nghìn để kiếm tiền duy trì sinh mạng cho mẹ jingu đã phải nghỉ học đi làm thêm vào cái ngày biết tin mình đạt tư cách trở thành thợ săn jingu đã rất vui tuy nhiên thực tế khác hoàn toàn so với những gì jingu tưởng tượng cậu quá yếu đồng đội không ai muốn chia chiến lợi phẩm cho jingu nên cậu cá kiếm được rất ít Kẻ yếu không được tôn trọng cho nên Jingu sẽ không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để trở lên mạnh hơn. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng lần này Jingu sẽ một mình solo hầm ngục. Do đây là lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm nên Jingu còn đôi chút bỡ ngỡ. Được rồi đi thôi, có gì không đánh được thì mình chạy bo giống lần trước. Mơ đi cưng mỡ đấy mà hút, cửa hầm ngục đã tự động đóng lại. Sau khi bước qua cánh cổng Jingu đã được đưa đến một chiều không gian khác. Thông báo hệ thống nếu muốn thoát khỏi hầm ngục thì phải đánh bại boss hoặc dùng đá dịch chuyển tóm cái váy lại bước chân vào đây rồi là phải chiến đấu không chết không thôi. Một người đánh quái cấp thấp nhất còn khó khăn như Jingu lần này sẽ phải xử lý như thế nào đây? Cuối cùng ma thú cũng xuất hiện một lần chơi hẳn ba con Go Berlin có vũ khí. Bọn Go Berlin sử dụng chiến thuật bao vây tấn công Jingu từ mọi phía. Anh của ngày hôm nay đã khác anh của ngày hôm qua rồi chú mày không có tuổi. Nhờ chỉ số sức mạnh được gia tăng Jingu đã nhẹ nhàng giải quyết lũ Go Berlin. ba con Go Berlin chỉ là món khai vị tiếp theo đây ma thú mạnh hơn sẽ lên sàn. Sói nhanh thép loại quái sở hữu bộ hàm có thể cắn xuyên lớp vỏ của xe tăng. Cảm nhận được Jingu đang sợ hãi con sói liền lao lên tấn công nhưng bị hụt. Hiện tại ở đây không hề có trị liệu sư nếu bị thương nặng chỉ có nước đang xuất, xít chút nữa thì bay màu may mà Jingu kịp thời phản ứng né được pha đó. Không thể bỏ mạng ở đây được cậu lao lên phản công đấm con sói lệch quay hàm. Tuy Jingu đã mạnh lên nhưng có vẻ như vẫn là chưa đủ để hạ con sói. Trời ơi con sói nanh thép này cứng quá đi đấm đau cả tay vẫn không xi si nhê. Jingu chỉ mang theo nước và thức ăn để sinh tồn cậu thiếu một thanh vũ khí. Bất ngờ đầu Jingu này số cậu đọc lệnh kho đồ hệ thống bên trong có vũ khí thật. Thanh kiếm thép thợ săn kim lúc trước để lại nghe nói nó trị giá 300 ngàn. Trang bị vũ khí vào một phát Jingu khác hẳn ngay con sói bay màu sau một hít. Còn chưa kịp ăn mừng thì phía sau Jingu xuất hiện thêm hai con sói nanh thép. Đúng lúc quan trọng thanh kiếm của Jingu lại bị kẹt dưới đất không thể rút lên được. May vào dây cuối Jingu kịp thời rút được kiếm ra chém con sói bay đầu luôn. Thấy đồng loại bị giết con sói nhanh thép còn lại sợ quá quay đầu bỏ chạy cong đuôi. Sau trận chiến Jingu đã thăng lên cấp 2 cùng với đó mọi vết thương đã biến mất. Thăng cấp cho nhiều điểm thuộc tính hơn nhiệm vụ hàng ngày không hổ danh là thực chiến. Người khác bị cố định chỉ số còn Jingu thì không cậu nghĩ bụng rồi sẽ có một ngày mình đứng trên đỉnh cao. Thôi không mơ mộng nữa mới đánh được 5 con quái nhỏ nghĩ đến ngày đó có vẻ hơi quá. Ma thú trong đây khác với bên ngoài nó không rơi tinh thạch mà rơi ra vật phẩm bán anh sói được 20 vàng jingu nghĩ bụng chắc nó cũng chẳng đáng bao nhiêu chừng nào chưa tiêu diệt được boss thì quái nhỏ vẫn còn tiếp tục đi thăm ngàn thôi jingu dự định sẽ cầy cuốc đến một cấp độ nhất định rồi mới kiếm con boss kinh nghiệm thăng cấp đây rồi con sói bỏ chạy vừa nãy đã kéo cả họ nhà nó đến sung phong dăm ba con sói jingu đã không còn sợ bọn chúng nữa rồi lao hết vào đây chém mỗi con một hít đã bay màu jingu cảm thấy có hơi chán ngay trước jingu chỉ là một anh phụ hồ yếu đuối bán sức lao động kiếm ăn trời cao có mắt ban cho cậu hệ thống thăng cấp vô hạn tuy nhiên hệ thống không dành cho những kẻ yếu đuối chỉ có làm thì mới có ăn chấp nhận mạo hiểm mới thu về được trái ngọt jingu giết sói nhiều đến lỗi cậu nhận được danh hiệu kẻ hủy diệt loài cờ hó luôn một giây mặc niệm cho đàn sói bắt đầu trong đường hầm nơi đâu cũng là tương cả của sói nanh thép danh hiệu jingu vừa nhận được giúp cậu tăng 40% thuộc tính khi đối đầu với quái dạng thú lợi ích lớn nhất sau khi tiêu diệt lũ sói có lẽ là cái này đá dịch chuyển nếu sử dụng nó thì ngay bây giờ Jingu sẽ được đưa ra ngoài hầm ngục cậu không cần phải tiêu diệt con boss nữa. Nhưng nếu ra ngoài liệu hầm ngục có biến mất không hơn nữa cơ hội thăng cấp này quá ngon. Con đường của kẻ mạnh chỉ có một chiều Jingu quyết định thẳng tiến đến chỗ boss. Cùng thời điểm tại thế giới thực du nhận được tin bùng nổ hầm ngục từ hiệp hội. Hầm ngục đó chính là hầm ngục mà hôm trước cô đã từ chối tham gia trinh phạt. Nghĩ đến việc Jingu vừa khỏi bệnh liền lập tức chăm chỉ luyện tập vì công việc thợ săn. Muộn nhưng vẫn chưa phải là hết du quyết định sẽ đi cứu viện người bị thương quay trở lại với Jingu cấp độ càng tăng cao cậu tiêu diệt quái càng dễ dàng. Tên quái màu trắng là đơn giản, màu cam là vừa sức, màu đỏ là quá sức chiến đấu. Tuy đã mạnh lên nhưng Jingu vẫn có cảm giác mình không ăn được tên phía dưới. Đánh quái nhỏ đã không thể thăng cấp, kiếm cũng sắp hỏng đến nơi rồi. Nhưng Liều thì ăn nhiều Jingu nghĩ mình chỉ cần thận trọng hơn là sẽ ổn cả thôi. Sau khi xuống dưới nhà ga Jingu cảm thấy không khí lạnh lẽo một cách lạ kỳ. Có thứ gì đó lao tới rất nhanh đánh Jingu dính tường luôn, kiếm cũng gãy. Vâng đây chính là boss hầm ngục một con rắn khổng lồ có tên nanh độc Kasaka Kasa. xanh. Không ngại va chạm Jingu sẵn sàng chiến đấu bởi vì chạy cũng có chạy được đâu. Đã to lại còn được bọc trong một lớp vảy sắt thép kèo này chẳng cân chút nào. Con boss đánh Jingu không xịt phát nào, cậu bị nó và cho bay như chim. Jingu tưởng bản thân mình đã mạnh lên rồi chứ sao vẫn ăn hành thế này. Rốt cuộc phải mạnh lên đến cỡ nào thì mới có thể ngạo nghễ VN mà bước đi đây. Do trên lịch quá lớn về mặt sức mạnh nên hầu như Jingu chỉ có thể phòng thủ hồi tưởng một chút quá khứ jingu bị người ta đặt cho biệt danh người đàn ông yếu nhất nhân loại bởi vì yếu đuối nên đi đâu người ta cũng khinh thường lúc đó jingu cũng xấu hổ lắm chứ thường ngày cậu cũng đâu có lời biếng nhưng dù nỗ lực thế nào cũng không mạnh bằng người ta có những kẻ sinh ra đã sở hữu sức mạnh áp đảo cười một cái thôi cũng khiến người khác phải sợ hãi kẻ yếu chỉ có thể run rẩy đứng được ra chẳng thể làm gì trước kẻ mạnh kẻ yếu dù biết quan tâm đến người khác thế nào thì sau cùng vẫn sẽ bị phản bội tóm cái váy lại khi đối diện với kẻ mạnh kẻ yếu nhất trong những kẻ yếu chắc chắn chết. Khao khát muốn trở thành kẻ mạnh đã thôi thúc Jingu đến đây nên sẽ không có chuyện cậu bỏ chạy. Mạnh hơn, Jingu muốn mạnh hơn, ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Kẻ nào dám cản đường Jingu đi đến đỉnh cao thế giới kẻ đó buộc phải bay màu. Jingu gáy khét bởi vì con rắn khổng lồ thuộc loại cậu có thể đối phó được chứ nếu nó giống với tồn tại ở thần điện thì xin phép cho bé chạy kêu. Lớp vảy của con rắn rất cứng Jingu chém mãi mà vẫn không gây được sát thương. Tập trung sức mạnh vào tay Jingu sử dụng chiêu bóp vỡ quả cam thành công gây đam. Trong cơn xe máu Jingu điên cuồng bóp con rắn, càng bóp càng phê. Cuối cùng con rắn khổng lồ đã bị Jingu bóp tới đăng xuất, quá nhục luôn. Jingu sướng cậu cười. Sau trận chiến Jingu thu được một em kiếm ngắn có hiệu ứng tê liệt và chảy máu. Chưa hết còn có một lọ thuốc cường hóa nhưng tác dụng phụ rất lớn không nên sử dụng. Phá đảo xong hầm mục Jingu quay về thế giới thực thì trời cũng tối thấy Jingu là thợ săn một anh lính đã tới và yêu cầu cậu đi theo mình. Hóa ra là gần đây có bùng nổ hầm ngục Jingu cảm nhận được phía trước có boss. Người dân ở đây cũng chất đấy boss ngay trước mặt vẫn quay phim chụp ảnh đăng câu like. Trong nhóm thợ săn đang chiến đấu không có sát thương phép nên méo làm gì được con boss. Hạng cao nhất là cấp D đã vậy còn thuần tanh thế này thì no hope rồi. Jingu đưa mắt qua một lượt chiến trường cậu phát hiện Juhi đang trong nhóm hỗ trợ. Có vẻ như trận chiến một tuần trước đã để lại trong tâm trí cô ấy nỗi ám ảnh lớn. Hiện tại rất nhiều người đang cần hỗ trợ vậy mà phép của Juhi lại mất hiệu lực. Cũng không thể trách Juhi dù gì thì con boss trong thần điện cũng quá bo đòi. Trước mắt là một con boss hạng D nó còn yếu hơn con Jingu vừa đánh. Nếu vô hiệu hóa được khả năng phòng thủ của con boss này thì nó chẳng còn nguy hiểm nữa. Jingu tung kỹ năng tiểu lý phi đao khiến lớp phòng thủ của con boss bay màu luôn. Cả chục người tấn công nãy giờ không ăn thua vậy mà chỉ một đòn đã xong con boss. Làm việc tốt không để lại tên Jingu đã khiến một số người tò mò không ngủ được. Jingu nghĩ con boss chắc đang hấp hối nên mới yếu chứ không phải mình quá mạnh. Jingu trốn đi rất nhanh nhưng vẫn không thể qua nổi mắt của Zui. Thời gian thấm thoát thoi đưa bây giờ Jingu đã trở thành điểm nóng bàn tán trong bệnh viện. Mấy cô y tá ngày trước rất ít khi trang điểm nhưng giờ thì trang điểm thường xuyên luôn. Thân hình của Jingu cứ phải gọi là đỉnh của chóp làm em y tá thèm chảy nước miếng. Theo lịch hôm nay Jingu sẽ xuất viện y tá muốn cậu chút nữa xuống làm thủ tục. Do mê trai quá nên em y tá này đã chủ động xin liên lạc của Jingu. Bản tin chào buổi sáng mỗi ngày hôm nay đài truyền hình có một khách mời đặc biệt. Thợ săn Bách anh ấy chính là một trong bảy thợ săn hạng S của Hàn Quốc. Thợ săn Bách chia sẻ khi hành động cần phải tập trung nếu không sẽ liên lụy đồng đội. Qua chuẩn trong trường hợp bình thường còn lúc sinh tử tồn vong thì chẳng ai giữ nổi tập trung đâu. Sống với ông anh trai từ nhỏ cho đến giờ đây là lần đầu tiên Jin A thấy ổng ngon dai đến vậy. Được em gái khen Jin Gu có đôi chút bỡ ngỡ vì trước giờ có được khen đâu. Sau khi tiễn em gái đi học Jin Gu xem qua nhiệm vụ còn chạy bộ cậu để làm sao. 12 điểm thuộc tính chưa dùng Jingu quyết định cộng vào sức mạnh tốc độ và giác quan. Hiện tại Jingu mạnh thì có mạnh nhưng mà vẫn nghèo chủ nhà gọi tới thu tiền. Dù không biết chuyện xảy ra với bản thân có phải là thức tỉnh lần hai không nhưng Jingu có thể chắc chắn rằng kiếm tiền từ hầm ngục đối với cậu bây giờ là dễ. Dễ ở đây là dễ đánh quái chứ còn cách để một hạng E vào được cánh cổng cấp cao thì chưa biết. Nếu đi giám định lại có lẽ Jingu sẽ lên hạng và rồi cậu sẽ nổi như cồn. Vì từ trước đến nay chưa hề có tiền đề một thợ săn mạnh lên theo từng ngày. Jingu quyết định trước khi vô địch thì cố bảo vệ bí mật của bản thân đã. Cùng với đó là tìm kiếm đáp án nguồn gốc của sức mạnh mà bao người mơ ước này. Sau 7749 phút tìm kiếm cuối cùng Jingu cũng được một tổ đội mời tham gia. Ngoại trừ đội trưởng Hoang những thành viên khác đều cười Jingu là thợ săn yếu nhất. Hồng ngục lần này ở hạng C cần tối thiểu 8 người Jingu vào cho đủ số lượng. Nhiệm vụ của cậu là vác đồ giúp nhóm do vậy sẽ không được chia chiến lợi phẩm. Nhưng Jingu vẫn sẽ được trả 2 triệu tiền mặt vì giúp nhóm có đủ thành viên trong nhóm không có trị liệu sư nên một khi đã ký hợp đồng là phải tự chịu trách nhiệm an toàn của bản thân mình. Thành viên cuối cùng đã đến Jinho thợ săn hạng D cũng gia nhập cho đủ số lượng. Jinho rất hướng ngoại suốt cả quãng đường cậu ta nói chuyện phiếm không ngừng nghỉ. Chuyện chủ đầu tư dự án này ôm nghìn tỷ chạy trốn cậu ta còn biết cơ mà. Cuối cùng cả nhóm cũng đến trước cánh cổng, cánh cổng này siêu to luôn. Kích cỡ cánh cổng không quyết định độ mạnh yếu thứ quyết định là lượng ma lực dò gì. Cánh cổng hạng cao sẽ do hội lớn xử lý còn hạng C trở xuống thì không quá nguy hiểm. Nói mùng không quá nguy hiểm chứ bản thân Jin Gu đã được vào bao giờ đâu mà biết. Jin Ho có vẻ rất háo hức dễ hiểu thôi vì cậu ta trang bị đầy đủ thế kia còn sợ gì nữa. Hầm ngục này thật lạ tối đen như mực nhóm thợ săn phải dùng ma pháp để chiếu sáng. Nơi đây không có đá dạ quang làm cho Jin Gu có cảm giác như lúc đến thần điện. Đá dạ quang là những hòn đá phát ra ánh sáng yếu ớt chúng thường nằm trên tường. Sau một hồi di chuyển nhóm thợ săn đã dừng lại dường như có gì đó sai sai có âm thanh nhưng lại không thấy gì cả đen rồi gặp đúng ma thú loại côn trùng biết được đám ma thú sắp lao đến ngay lập tức các thợ săn chuyển sang trạng thái phòng thủ nhờ jingu thông báo ma thú đến từ phía trên nên mọi người mới chiếm thế chủ động đội trưởng hoang không hổ danh là thợ săn hạng c có cả kỹ năng khiêu khích luôn trong lúc pháp sư tụ lực những thành viên khác trong nhóm liền đi dẫn dụ kẻ địch có vẻ như từ trước đến nay mọi người đã quen với việc không có trị liệu sư nên chiến đấu rất liều mạng có một con quái nhân lúc không ai chú ý định cắn trộm jingu thế là cút luôn trận đánh kết thúc nhóm thợ săn vui vẻ thu hoạch chiến lợi phẩm ngoại trừ Jingu. Thợ săn hoang cảm ơn Jingu nhờ cậu cảnh báo cả nhóm mới chiếm thế thượng phong. Có một số xác ma thú chết do bị cắn bởi một loại ma thú khác mạnh hơn. Sau khi biết chuyện thợ săn hoang không hề lo sợ ngược lại còn cười âm hiểm. Không biết nên giải thích thế nào Jingu chỉ có thể nhắc nhở Jinho cẩn thận hơn. Hầm ngục này lớn vãi ò cả nhóm đi mãi mà vẫn chưa đến chỗ trùng cuối. Thấy Jingu vác đồ suốt cả chặng đường nên Jinho ngỏ ý muốn giúp đỡ hai ba trăm cân đối với anh đơn giản như đan rổ không cần chú em bận tâm. Jin cảm thấy có gì đó không đúng một tổ đội giàu kinh nghiệm lại méo có thuật sư. Trả lương cao nhưng lại bắt ký hợp đồng an toàn của bản thân tự chịu trách nhiệm. Vì tất cả chỉ là suy đoán cá nhân nên Jin tạm thời án binh bất động. Nhóm thợ săn cũng đi lâu lắm rồi mà chưa gặp một con quái nào lành lặn cả. Theo lý thuyết thì con trùng phải ở quanh đây nếu không có nó cánh cổng sẽ không mở. Đoạn đường hầm phía trước xuất hiện rất nhiều tơ nhện có lẽ hướng đó sẽ có boss chuyến đi này giàu to rồi anh em ơi xung quanh toàn là ma thạch ê thợ săn hoang có một người em tài giỏi sau vụ này thì khỏi cần dựa vào nó nữa hợp đồng lúc trước jin gu ký có ghi cậu không phải chiến đấu đồng nghĩa không được chia chiến lợi phẩm ma thạch là loại có sẵn chính vì vậy jin ho muốn jin gu cũng được chia phần đương nhiên là phải chia đều rồi thợ săn hoang vui vẻ đồng ý với jin ho muốn tối đa doanh thu thì bắt buộc phải đào ma thạch trước khi tiêu diệt con boss sự cố bất ngờ nhóm thợ săn quên đồ nghề muốn về lấy nhóm jin gu ở lại canh chỉ cần không chọc vào con boss nó sẽ không tấn công nên cứ yên tâm ngồi đợi. Theo quy định trinh phạt hầm ngục hạng C cần tối thiểu 8 người nhóm gốc chỉ có 6. Trước đây họ đã công phá rất nhiều hầm ngục rồi đáng lý ra phải luôn có thành viên dự bị chứ. Tại sao lại đăng tin lên mạng tuyển thành viên mỗi khi trinh phạt hầm ngục mới? Suy nghĩ chi cho mệt kết quả có luôn đây người mới mỗi lần tuyển đều đăng xuất rồi. Bọn thợ săn cho nổ cửa phòng boss chặn đường thoát thân của nhóm Jingu. Trước đây Jingu đã từng nghe chuyện có bọn chuyên đi săn các thợ săn trong hầm ngục. Cậu chỉ không ngờ bản thân mình lại được trải qua chuyện bị săn trong đời thật. Do động tĩnh vừa rồi khá lớn nên con Boss hầm ngục đã tỉnh dậy sau cơn phê. Trung hạng C và thợ săn hạng E nghe thôi đã thấy tranh lệch rất lớn rồi. Đẳng cấp tranh lệch nếu là ngày xưa thì đúng còn bây giờ Jingu xin rút lại lời nói. Jingu kêu Jinho mang dưa hấu ra ngồi ăn và xem mình xử đẹp con Boss. Trung cuối hạng C ư, hãy trở thành kinh nghiệm thăng cấp của ta đi. Mấy tên thợ săn thắc mắc tại sao không xử đẹp hai con gà hạng E và D luôn đi mấy chú còn xanh và non lắm tên thợ săn hoang thông não chi thuật cho đàn em nếu ra tay chắc chắn con boss sẽ tỉnh rồi phải tiêu diệt nó thì sao mà đào ma thạch được đợi con boss ăn hai tên kia xong rồi nó đi ngủ lại thì mình vô đào ma thạch trường hợp đe nhất con boss không đi ngủ thì ta bú trang bị của tên này cũng lời tên hoang thật ngông cuồng hắn còn tra cứu địa chỉ của jin ho để xong chuyện còn tới dự đám tang trở lại phòng boss theo jin ho biết để solo con boss hạng c cần thợ săn hạng b jingu biết điều đó mặc dù bản thân đã thức tỉnh lần hai nhưng vẫn còn quá yếu con rắn nanh độc khổng lồ trong hầm ngục lần trước có lẽ là boss hạng d con nhện này nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy mạnh hơn mấy con boss trước nhiều rồi tuy nhiên tại thời điểm này jingu không hề thấy sợ hãi mà còn rất phấn khích lý do mà thợ săn được gọi là thợ săn vì cuộc đi săn giờ đã thật sự bắt đầu jingu gáy khét vậy thôi chứ thực tế con nhện cũng không phải đậu vừa rang đòn tấn công của con boss rất mạnh không cẩn thận dính một đòn thôi là cút luôn Dành quá nên Jin Ho bắt đầu suy nghĩ linh tinh cậu ta cho rằng Jin Gu là kẻ mạo cấp. Mà phần lớn những kẻ mạo cấp đều là những tên sát nhân biến thái thích giết chóc. Quay lại cuộc săn Jin Gu cho rằng chìa khóa chiến thắng nằm ở khả năng tê liệt và chảy máu của con dao này. Tuy nhiên lớp da của con nhện rất cứng đòn tấn công của Jin Gu không xuyên qua được. Thật không ngờ con nhện còn biết phun axit muốn tấn công vào miệng nó cũng khó. Tới giờ xài kỹ năng mới rồi lao nhanh giúp tăng 30% tốc độ di chuyển. Mặc dù đã áp sát được con nhện nhưng lớp phòng thủ của nó vẫn quá cứng. Jingu lợi dụng tốc độ di chuyển cao thả diều khiến con boss thấy khá khó chịu. Bố nhịn lâu lắm rồi nhé. Thể lực của Jingu đã đến giới hạn. Nhân vật chính đã tử vong hết phim, đùa đấy hồi phục toàn bộ trạng thái. Nhân lúc con nhện chủ quan Jingu đã thành công đâm con dao găm vào mắt nó. Cuộc đi săn kết thúc, giam ba cái con boss hầm ngục hạng C chưa có tuổi. Lựa chọn để dành phần thưởng hồi phục full trạng thái của nhiệm vụ hàng ngày thật đúng đắn. Đây là tinh thạch cao cấp của boss hạng C pha này về có tiền tiêu Tết rồi. Thanh niên Jin Ho tưởng Jin Gu là kẻ mạo cấp nên đối xử với cậu như đại ca. Tạm thời bỏ qua chuyện đó nhóm thợ săn do tên hoang cầm đầu đã quay trở lại. Thấy con boss chết bọn thợ săn cho rằng thanh niên Jin Ho là người đánh bại nó. Còn làm sao đánh bại được tất nhiên là dựa vào xét đồ vài trăm triệu trên người rồi. Bọn thợ săn đã điều tra nhà Jin Ho rất giàu bọn chúng muốn tặng cậu ta một cơ hội. Hãy xử lý con gà hạng E bên cạnh và trở thành đồng phạm với bọn chúng. Ngoan ngoãn nghe lời thì được sống còn cứng đầu không chịu thì kiếp sau nhớ mạnh hơn cần gì phải do dự chẳng lẽ hạng d xài đồ hiệu lại sợ hạng e cùi bắp đối đầu với thợ săn solo được con boss hạng c ngu mới làm thế bất ngờ jingu nhận được nhiệm vụ khẩn cấp tiêu diệt 6 kẻ địch trước mặt do mải xem nhiệm vụ quá nên jingu đã bị đánh nén cậu dính tường luôn bọn thợ săn kia nghịch ngu rồi jingu bắt đầu quá trình hắc hóa đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé là thế giới đầy rẫy bạo lực và phản bội để giúp jingu hoàn toàn hắc hóa hệ thống phạt tim sẽ ngừng đập nếu không hoàn thành nhiệm vụ Nụ cười của tên hoang đã tắt khi thấy Jingu còn sống sau khi ăn chọn pha tấn công Jingu tự nhủ hệ thống lợi dụng mình giết người thì mình lợi dụng nó để mạnh hơn Nếu chúng mày là thợ săn thì cũng chuẩn bị tinh thần để bị săn rồi đúng không? Có một tên đến cà khịa Jingu là thợ săn yếu nhất nhân loại và thế là cút luôn Tên hoang vô cùng kinh ngạc dù gì thì tên đàn em vừa rồi cũng là hạng D Lần đầu tiên Jingu giết người nhưng tay của cậu lại không hề run một chút nào Giờ đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ kẻ mạnh mới được phép sống sót bọn thợ săn này yếu quá không chịu nổi một đòn đánh cơ bản của jingu luôn mà quá mạnh thanh niên jin ho cảm thấy đại ca lúc này còn mạnh hơn cả khi đánh con boss tên hoang kích hoạt kỹ năng cường hóa hắn nghĩ giờ jingu cũng gần kiệt sức rồi sau khi cường hóa cơ thể sẽ cứng như thép con dao găm tuổi gì gây được thương tích chưa để tên hoang gáy xong jingu đã lao lên cho hắn trở về với đất mẹ rồi đại ca tha cho em ở nhà em còn mẹ già 80 tuổi và một đàn con thơ định giết người ta ba lần mà bây giờ lại không có liêm sỉ cầu xin tha thứ Tên Hoang chưa kịp nói hết câu có biết em trai tao là ai không thì bay màu luôn. Sau khi con boss chết một thời gian ngắn hầm ngục sẽ đóng lại về ăn cơm thôi. Nhân viên hiệp hội cho rằng Jin Ho có đồ xịn nên đã một mình xử con boss. Tự nhiên bị hiểu lầm như thế cũng hay Jin Gu lại có thể giấu người rồi. Hệ thống thông báo có kỹ năng mới tên là sắc khí giảm một nửa toàn bộ chỉ số. Trời bỗng dưng đổ mưa có thể dòng nước này sẽ cuốn trôi đi con người trước kia của Jin Gu. Jin Gu cảm thấy thật may mắn khi bảo em gái mang theo ô lúc sáng. Cứ vui đi khi còn có thể đây chính là em trai tên Hoang một thợ săn hạng S. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Con chân chưa lên nữa ủng hộ like và subscribe kênh của chúng mình ở ngay bên dưới video để có thể xem được nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.